Chị Vi ơi, chị Vi, em vừa đi ra ngoài đằng sau phát hiện kinh hoàng, anh Tài đang giấu quỹ đen. Giấu quỹ đen? Ừ. Sao không tìm được quỹ đen? Không tin chị cứ đi ra đang đào trình vật đi giấu. Không phải điện thoại. Tiền ông đưa cho chị em mình không phải giấu quỹ đen. Thật? Em tưởng hết tiền rồi mà. Tự nhiên đi ra tưởng ra bắt rắn em nhìn thấy đang đào con này đang đào ngoài kia kìa. Nhanh nhanh không thì ông ấy chụp ở ngoài kia kìa. Em tưởng đưa hết cho chị rồi, mày bé thôi. Chị không đứng ra được nữa. Đấy. Đấy. Thăm ngàn thì ra là mày. Tí thì nộ. Lắp vào. Chưa quay, chưa quay, quay vào đi, nó không nhìn thấy em đâu. Nhiều lắm, bọc nhiều lớp đi lông lắm mẹ ạ. Trong mình khỏi ra, mình khỏi biết. Hay là lại cất để giấu mang đi chỗ nào. Giấu. Em quay kỹ cảnh ông giấu vào để có bằng chứng này. Đang mải giấu tiền không để ý mình ở đằng này đâu. Chỉ trông ở đằng kia đâu, bởi vì chị hay đi ra đằng kia. Đằng này thì chị sợ rắn chứ không đi ra, hiểu không? Đến đâu sẽ không trông đằng này, ông chỉ trông đằng kia thôi. Đi vào rồi, đi vào trong nhà thôi. Vừa trốn chỗ nào vậy? Thối thế mùi. Đó, lấp kỹ thế. Này thì ai biết được. Ông này, ông rất là lưu manh. Mày ra này, để chị đứng ra này chị đào. Con này không được mách nhá. Nó mách chứ sủa gâu gâu biết là được. Đi vào nhà rồi. Vẽ cửa vào, cửa kính. Thăm ngàn. Bọc kỹ không? Bao tiền? Ui dạ, chưa được 4 lớp luôn. Này làm sao mà mục được. Ui, nhiều quá. Nhiều quá. Bao nhiêu vậy? 5 triệu. Đấy à? Mà chị bảo chúng mày là trông ông ý. Ông rắn rết giống nòi tiền ra. À. Thế chúng mày trông kiểu gì mà bây giờ ông vẫn còn cái này tiền không cơ? Anh biết được. Ông đấu kinh nghiệm.
Giờ mình cháu đùi à? Cho mấy giờ đô la? Mình sẽ đổi cái tiền 500 của ông bằng cái tiền này xuống với ông già để xem ông như nào, xong vào bắt đầu mình dạo mặt. Em hiểu không? Cẩn thận rồi đấy. Mới đâu chị tưởng ông ấy đơn giản mà ông không hề đơn giản. Ông ấy cũng chiêu trò cất tiền. Má đã. Bụi cỏ thì ai để ý được nhỉ? Ông giấu đây, giấu chỗ nào? Hay còn giấu chỗ nào khác nữa nhỉ? Mà chị em mình chưa biết. Chị mới cần bỏ giày. Chỗ này, tao bận chỗ này, thiếu có thời gian cho để ý đấy. Này, bố ai mà biết được. Có đẻ thêm cái gì đâu nhỉ, hay đẻ mũi như này nhỉ? Thế thôi. Bây giờ tính sao nhỉ? Nhưng tên cần phải tiêu tiền nhẹ thôi. Mà ông chơi tinh tầm 5 nít mới. Là gì? Bây giờ tính sao? Bây giờ chị em mình đi vào coi như không có chuyện gì. Và mà xem chị xử ông ấy nào. Ui, đứt túi rồi. Con dạo này nó ăn nhiều quá không nhỉ? Nhiều quá. Nó ăn nhiều quá, ngày ra cho uống được mấy lần. Bà bây giờ nhá, bà nhà mình đông người, chị tính cho mình mua cái nồi cơm đi. Mua nồi cơm á? Mua cái nồi cơm, mua cái máy nấu nước nặng cho nó nhiều chứ. Mua cái nồi khoảng 10 người ấy, ăn. Em gì ấy? Ngồi kia. Làm sao? Cho nó mát. Đó. Hay, em hay ngồi. Sao đây bà? Bây giờ này nhá. Đấy, ngồi đấy. Vâng. Chị em mày làm gì? Nó bảo này. Quay đây bỏ điện thoại xuống nói chuyện. Bảo gì? Bây giờ ấy. Nói gì? Nói tình hình nhà mình bây giờ thì các em nó đông mà nó tầm thanh niên thôi. Đấy thì giờ nó ăn uống thì cái xong cơm nhà mình là nó bé quá. Thì bây giờ tôi đang tính cho mua cái xong to đùng như này này. Có gấp 3 lần cái xong kia. Cái nồi ấy khoảng tầm 4 triệu khoảng 5 triệu rưỡi đổ lại tầm ấy. Đấy, với lại cả tôi tính mua thêm cái máy lọc nước, lọc uống cho nó tinh khiết. Chứ một cái máy này nghe chừng công suất của nó làm việc hơi vất vả. Đấy. Thì vợ mua gì thì vợ cứ bỏ tiền lên mà mua. Làm gì có tiền mà bỏ á? Cút. Cái gì này, chồng con lấy có lương đâu? Đấy. Thế bây giờ đấy thì chồng cũng chưa được lấy lương, đúng không? Ừ. Vợ thì không có tiền đấy, vợ nhà vợ nấu cơm các thứ này vợ gì có tiền. Chồng đưa chồng nào thì vợ tiêu mua chó má ăn uống rồi là chi tiêu hết trong gia đình rồi. Thì cái phát sinh bây giờ là cái xong cơm với cái máy lọc nước đấy. Thì bây giờ thì vợ tính như này, chồng vợ có tiền vợ mua con mun này hết rồi. Thế là bây giờ có khi là như này, bán con mun. Sao bán mun? Bây giờ bán con mun đi. Mun. Thì là giải quyết được hết mọi vấn đề. Không. Huy nhỉ? Thế theo Hồng Huy thì bây giờ mày ở giữa. Thì mày thử nói được xem là chị bán con mun đi. Bây giờ cái mình đang cần để giải quyết là cái vấn đề là cái nồi cơm hàng ngày nấu ăn cho các em nó. Con đi làm đi nụ. Thế bây giờ con chó nó có làm được cái gì đâu. Sao nó không làm được gì, con mun của chồng bán sao được. Nó làm được nhưng mà nó không bằng quan trọng bằng cái dạ dày các em nó làm sức khỏe. Mà bọn này ăn ít đi một tí được. Ăn ít thế nào được, mấy anh ăn ít được không? Thế bây giờ ông tính như này, tôi tính là tôi bán không mun gì đấy. Không bán là để bán. Không bán thì bây giờ anh phải có trách nhiệm anh xem tiền nong như nào chứ. Hả? Nào. Nghiêm túc. Nghiêm túc thì bây giờ đấy vợ làm gì làm nhưng mà không bán. Gọi làm gì làm? Không bán mun. Lấy điện thoại tôi gọi cho anh Thắng. Không bán con mun cho anh Thắng. Mà chị hết tiền rồi, bây giờ muốn mua cái đồ cơm. Mày đâu? À, em có đâu. Nó làm gì có tiền, có thì là được cho tôi. Đưa cho trả cho mày, cái mày tiêu hết gì? Em bị nóc nha, em chấn rồi. Tóm lại là bây giờ là như thế này. Đấy, không thì chồng bảo bây giờ không thì bây giờ mà chồng thương yêu con mun này. Đấy, thì chồng có tiền chồng để đâu đấy mà chồng làm gì có đấy. Tiền đâu mà để. Chưa nói đã cãi, từ. Thì là chồng để đâu đấy thì chồng chưa tiêu đến thì để nó mục ra thì để đây đưa đây cho vợ đi mua nồi cơm. Tiền mà để đi nồi cơm, rồi là vợ mua máy lọc nước.
cước đi. Chứ vợ mua gì vào người vợ đâu. Thì như thế này để cho cả nhà mình dùng xong rồi là tiền nó đỡ mục đi. Thì vợ đỡ bán con mun này của chồng. Chứ về tiền vợ mua con mun rồi. Thế thiếu bao tiền? Thiếu tầm, thiếu bây giờ cái lồ cơm điện tầm 5 triệu đi. Với lại cả cái máy lọc nước 7 triệu nữa. Đấy. Mà làm gì con lắm 12 triệu ấy mà. Thì thôi thì bây giờ chỉ mua cái lồ cơm trước đi. Cũng được. Cái gì cần trước mua trước. Cái gì cần trước mua trước, còn cái máy lọc nước cứ dùng tạm đấy. Thế có tiền đâu à? Không. Thế không có tiền đâu thì thôi để Huy lấy điện thoại ra chị gọi cho anh Thắng. Bán mun làm sao được, mun mới về nhà. Thì nó mới về thì dồn tiền vào mua nó thì nó mới về thì nó mới không có tiền. Con này ngủ ngáy to lắm, bán. Đúng rồi. Con này nó ngủ nó ngáy to như là kéo nhạc đàn nhị luôn. Nên là chị cũng mất ngủ nữa. Hay là có khi là bán nó đi vừa có tiền mọi vừa đỡ bị nghe nó gáy ngủ con. Không bán con nhỉ. Thế bây giờ như nào? Thế bây giờ như nào? Bây giờ em cần mua những cái lồ cơm điện để nấu cơm ấy thì anh bây giờ anh như nào? Thế bây giờ nhá. Nồi cơm nói gì? Mua nồi cơm trước. Ngồi im đây nhé. Thằng Huy ngồi im đây nhé. Ngồi im. Mua ở đây nhé. Anh đi đâu? Tiền anh đi đâu? Đi đâu thì cãi ta cứ biết có tiền rồi. Đấy. Thì không phải bán con mun nữa đúng không? Không bán mun. Rồi, đi đi. Mun. Đi đâu em đi đâu? Mày không đi mày ngồi đây. Mun. Ngồi yên ở đây. Em ngồi đây mà. Ngồi yên này. Đang yên này. Theo còn chỗ nào giấu khác không chị? Còn hay không chị em tiếng bà bò mới buồn cười luôn. Trăm ngàn. Nhờ ra đây. Hả? Như lại suy ra đây. Nói gì đâu. Nói gì đâu. Trăm ngàn tiền gì mà nhiều dấu đâu đấy. Hả? Nói gì đâu. Anh nhiều chỗ dấu nhỉ? Nguy hiểm. Như là toàn chôn mấy cái chỗ gần rắn. Chôn chỗ này cho ta khỏi ra. Nhiều tiền. Có 5 cái triệu bạc cái đâu mà. 5 triệu. 5 triệu. Hèn nào. 5 triệu thì tôi. 5 triệu có mấy cái đồng tiền. Thì chôn tôi à? Đúng không? Đúng chôn không? Chôn gì? Chôn này. Sao cái gì? 5 triệu đâu? Để xem mấy cô mấy nghìn. Ông này bị lẫn. Ông này tính cho 5 triệu hay 50 nghìn ấy. 10 nghìn, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 28, 30, 37 nghìn. Đấy. Trời, có 37 nghìn mày chôn. Bảo chị cho tiền cho. Vợ cho hẳn 50. 500 nghìn. Đấy. 500 mà phải chôn. Có 37 nghìn mày chôn. Thế bây giờ như nào? Thì tóm lại vẫn bán mụn đúng không? Còn cất ở chỗ nào thì lôi ra. Chắc chắn là còn giấu chỗ nào khác nữa chứ ai chôn 37 nghìn. 37 nghìn đi chôn. 37 nghìn đi chôn. Mẫn à.
đào sâu thêm, giấu sâu thêm không? Bới bới. Bới. Anh ta, anh cho em xin câu trả lời sao anh 37 nghìn anh không đem đi chôn? Thưa đây là cuộc phỏng vấn của sân bất động thực vùng cao. Không có gì hết. Chôn 37 nghìn. Sao? Bới. Sao chồng lại giấu 37 nghìn? Hả? Có 37 nghìn chôn. 37 nghìn chôn. Thế mà kêu ở đấy là người ta tao nhìn lấy tiền. Hay là ông lừa tôi đấy. Tôi đang bận rộn để ông lừa tôi đúng không? Phóng. Nên chôn thì bao giờ mà lại 37 nghìn đi chôn này. Tính mua cái gì mà hay là tính cất mấy cái đồng bạc vụn này dần dần có tiền to. Ngay đầu. Trời đất ơi. Có khi đi vào, đi vào đi. Đi vào đi. Đi vào. Ông gây sự với tôi xong ông lại bảo tôi đi vào đi. Đi vào đi, tí nữa chồng tính 5 triệu. Đấy. Tí nữa lại tính tiếp. À thế còn chỗ nào khác à? Không, không còn chỗ nào. Đi vào đi. Đi vào. Đi vào đây. Đi vào bên kia cho cắn đi bên này đi. Để lần sau đứa đi giấu tiền. Thế thì thôi như này đi. Thôi có khi là cái video này chị em mình quay như này thôi. Được chưa? Thế là bây giờ chị em mình cứ kệ ông ấy âm thầm. Cho ông ấy buồn bã. Là ông ấy không biết được cái nguồn tiền của ông tự dưng ở đâu. Bây giờ chị biến mất thành tiền lẻ. Bây giờ chị đăng đi video lên là anh cũng biết mà. Cần gì phải giải thích. Thế là chị em mình không cần phải giải thích mà kệ cho ông buồn bã đi. Đến đợi đến tối đi đúng không? Video này chị em mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người, nhưng mọi người đừng có lém đá chị em mình. Chị em mình cũng chỉ sợ ông cất tiền đây rồi muốn mọt rồi chó má tha đi mất, nên là chị em mình mua dùng vào những cái điều quan trọng hơn thôi. Xin chào tất cả mọi người.